근데 가수가 연기해서 좋은 결과가 얻었어요. 우승급을 안고 뭔가 백선하고 아주 감독으로서 진심으로 하고 있어요. Nhưng mà tôi thì với tư cách huấn luyện trưởng luôn luôn mong muốn là chúng tôi sẽ có kết quả tốt và cố gắng giành cúp. 오히려 태국과의 비밀을 들었습니다. Thực ra thì đối với Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi đã đá cái trận chung kết với đội Thái Lan vào ngày năm vừa rồi rồi. 태국과의 경기 승리에 만족스러운 결과를 얻게 돼서 이렇게 생각하고 있습니다. 그렇지만 오늘 또 오랜 역사와 전통을 향하는 팀 대회에 우리가 결승에 올랐기 때문에 정말 쉽지 않은 상대인 가수와의 경기에서 rất là may là chúng tôi cũng đã có cái kết quả tốt trong trận đấu gặp Thái Lan. Cái giải King Cup là một cái giải có cái truyền thống lâu đời và có một cái lịch sử lâu đời. Chúng tôi cũng biết là cái đội Silasao là một cái đội cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà tôi thì với tư cách huấn luyện trưởng luôn luôn mong muốn là chúng tôi sẽ có kết quả tốt và cố gắng giành cúp. Em một tiền đạo khi mà ghi được một bàn thắng thì cảm thấy rất là vui. Khi là mình đã ghi được bàn thắng càng vui hơn là giúp cho đội tuyển giành được chiến thắng. Trên cương vị bàn cấp đội tuyển thì bàn thắng đầu tiên ghi và đội tuyển Thái Lan về các U thì đã có